Ông quý chủ. Bà ông mẹ cảm tỏ cái tâm lạc này tế phí tâm lạc này. Bà ông mẹ cảm tỏ cái tâm lạc này. Bà ông mẹ cảm tỏ cái tâm lạc này. Bà ông mẹ cảm tỏ cái tâm lạc này. Bà ông mẹ cảm tỏ cái tâm lạc này. Bà ông mẹ cảm tỏ cái tâm lạc này. Bà ông mẹ cảm tỏ cái tâm lạc này. Bà ông mẹ cảm tỏ cái tâm lạc này. Bà ông mẹ lúc nôn chia bàn miền mặt tệ lực thực chất đó cầm giật từ chân nó bao phủ để mà chồ run nó bởi cái là nó ta cào pe qua bị chóp ta pu kì bị chun pu từ na tiết rồi miền hai cài dùng cuộc cầm pu tiệt đại tế bạn và nấu cào bị chóp thì cả lực thực chất rồi bỏ lộ về nguồn chi đây tầm mốc ấy năm tầm ở năm này kế cả riêng chăm chặt chay bệnh chun phụ khi ông nắng dịp pi lâu môi chìm nuốn tàu tròn nhẹ lương tròn là nhẹ lương hai phụ khi ông bà chị buồn rồi nè lắm cái oi tròn sờ láng đâu còn trường tiền chơi dùng quá hay đang tàu tròn tuần lễ bật sờ láng đâu tuần lễ bật tiệt bà ta cái phải chun phụ tơ luôn thật tế rồi mới bằng pẹt chưa xong phải rẽ vô thì ở đấy rồi giang mạch phụ bà thế lúc cái bà chú tấu luôn thực tế đấy bà có áo thòm ở đá miền rượt dân xe ẩm xe rượt dân à xí chân ấy nó đặc rượt cro ẩm xong trời ẩm rích ấy đặc tòm đặc lơ ở đây sờ lang sờ lòng rồi tờ đòi sờ lòng tờ lấy bà tiệm nó phụ nhầm tại phụ khẳng nẹ lướng cái tàu nẹ lướng nhầm mà đằng đã tề tao phải chia buồn rồi nè đây tao tao đo khi nhóm sư ông phi từ lễ bắt tấu có tao đo là về ở ta kệ sinh nam thích ca ruộng miền ta pin đã có tua khó trâu nấu lại nấu cứ nấu vạt sra và nấu vạt sra ta pin nấu tua khó trâu lại nấu thời kia kẹo sẽ là ca mùi nó hỏi xâm ra nó lắm mà giúp rất lớn mong và chưa phải bay phải buồn bàn khơi nhờ rất dân của mong ca chân miền đất sơn sên thì rất xa chân phí nợ hay là ông cái đó bay buồn phạm lan tàu đó lại nhóm lần bà bà xôm ổ cốn lúc thiết xôm ổ xâm nuôi bà xôm ổ cốn bà ổ cốn này bà đọc với các chuyên tư đồng năng sạp đi nhá bây mình đọc cả xuân đến đào dịp vua bà đào mình đắng Merci, Monsieur le Président. Monsieur la partie civile, je vais vous interroger donc aujourd'hui, probablement également quelques minutes demain matin. Je voudrais d'abord revenir sur quelques questions de contexte. Et tout d'abord, ce que vous avez dit concernant le fait que vous aviez été moine durant à peu près une année, si je me souviens bien, entre 70 et 71. Lorsque vous avez été défroqué avec les autres moines, est-ce que les révolutionnaires vous ont dit pourquoi vous deviez le faire? Lúc cứ con chlop được bỏ ông cả bảy đứa bạn nên cái phải học thở oi sắc tàu
En d'autres termes, à ce moment-là, est-ce que vous avez pensé que vous aviez le choix de ne pas accepter de vous défroquer? J'en viens à la période donc où vous avez dû intégrer l'armée, en particulier la division 1. Pouvez-vous nous dire qui dirigeait cette division? Tà Sương hay là Tà Sri bay nè và sát tu khó trâu này xem thế này và qui était votre chef au sein du bataillon 180 qui dirigeait ce bataillon con bà sơn à tôi 180 rồi bao lâu Est-ce que Bun Thanh est resté votre chef également à Co Cong? ចុះពេលនៅកំពង់សោមនិងកោះកុងនោះបុនថេងហ្នឹងគាត់នៅជាមេរបស់លោករហូតមែនទេគាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនបាត់តាំងពីទៅដល់ដំបូងហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនទាំងពីរនាក់ទាំងសុទ្ធទាំង ហើយបើឆាយហៅលួននោះគេចាប់ខ្លួនតាំងពីជិតប្រាំមុនគេបាទបាក់ចាប់ខ្លួនអង្គការបាក់ចាប់ខ្លួនហើយបងសុទ្ធបងបន្ទេញហ្នឹងគាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនក្រោយ D'accord, tout à l'heure, je crois que vous avez dit que vous connaissiez bien Tamok. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous l'avez connu entre 70 et 75? Est-ce que vous le voyez souvent? Tamok, គឺតមុកអីនេះដាប់ទាំងអស់ហើយដៃគូគាត់ហ្នឹងគឺមានតែលោកមានួនជាទេដៃគូតមុកទុកចិត្តតមុកទុកចិត្តអីខ្លាំងតែតមុកព្រោះតមុកគាត់ផ្នែកខាងយោធាតាំងពីគាត់
J'en viens alors aux événements que vous avez décrits à Pochentong, juste après la prise de l'aéroport. Vous avez dit qu'un certain nombre de soldats ou pilotes avaient été emmenés dans des camions. Vous avez dit également avoir voulu contacter votre frère. Alors, comment avez-vous pu le contacter? Est-ce que vous avez pu le retrouver? Vous avez retrouvé seulement ses amis? Bah, mais pour les bons, bons, bon, car bon, quand on a, mais je m'ouvre au dan, quand j'ai pilote, bah, je ne vois pas bang, hélicoptère, bang. ແລະກ່ຽວກັບລູກຄືຕາຄະໝາຍຄະໝາຍອາບອງກະອູນອ້າຍກະໄວ້ດາອ້າຍເປັນລະໂຈຕໍ່ດອລໂປຈຕົງນັ້ນຄືຂ້ອຍຍົມໂດຍຈໍາຈໍາລຽບປີມົນໃຫ້ມວຍລູກຢູ່ທີ່ທາເປັນລູກຂ້ອຍຍົມດັງຊະບາຖ້າບອງບັງກາຕໍ່ຂ້ອຍຍົມໃນໂປຈຕົງນັ້ນ តាមរយៈវត្ថុទៀតតួងដល់ច្បាស់ថានៅបើកយន្តហោះហ្នឹងចម្បាំងនៅពោជន្ទង់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលដល់ភ្លាមខ្ញុំសម្រាប់ទៅរកគាត់ដើម្បីប្រាប់ដំណឹងឲ្យគាត់ដោះខោអាវសម្លៀកបំពាក់ឲ្យផ្សេងផ្សេងដល់គេឲ្យថាអ្នកបើកយន្តហោះហ្នឹង ហើយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ពីរនាក់ទៀតនៅជុំគ្នាហ្នឹងមិនតែពីរនាក់នេះគ្នាច្រើនប៉ុន្តែមួយចំនួនដែលមនុស្សពីស្រុកមកម្នាក់នោះគាត់អត់ជឿទេអត់ជឿខ្ញុំគាត់ទៅតាមអង្គការទៅតាមពួកគេហ្នឹងទៅទៅនៅគុយចាំទទួលអង្គការពេលនោះទៅ បងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំក៏បានជំនឿចេញមិត្តភក្តិគាត់ពីរនាក់អត់មានអោយយល់អីទេខ្ញុំថាមិត្តខ្វះទេក៏ឲ្យស៊ីវិលទៅទុកក្រៅទៅឲ្យសុខកំណត់ប្រព័ន្ធណាទៅនឹងទៅបងបងខ្ញុំនាំគាត់ចេញមកដល់លបងពោជន្ទង់ពីខាងកើតបាទពីខាងកើតរៀងឆាក់ជើងតិចណា Donc vous avez recherché votre frère et vous l'avez prévenu de ne pas croire ce qu'on leur disait. Quels sont les éléments qui vous faisaient penser qu'il allait leur arriver malheur à votre frère ainsi que les anciens soldats de l'ONOL postés à Pochentong? បាទខ្ញុំដឹងថាតាមរយៈអង្គការបង្រៀននៅតាមអង្គភាពតាមមេបញ្ជាការបង្រៀនប្រាប់ថាມັນមានបង្រៀនប្រាប់ថាទេគឺជាសាធារណៈនឹងនិយាយចឹងថាបើចូលទៅដល់ឲ្យតែអ្នកបើកយន្តហោះគឺបាញ់ចូលទាំងអស់ឲ្យតែយើងបានចូលទៅដល់ ចំណុចនេះដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមានការប្រាប់ទៅបងប្អូនឬក៏បងមកកើតខ្ញុំនឹងបានទាំងមិត្តភក្តិគាត់នឹងពីរនាក់ហើយនឹងបងមកកើតខ្ញុំនឹងម្នាក់ហើយនឹងអ្នកដទៃក៏ខ្ញុំប្រាប់ដែរប៉ុន្តែក្បាក់ពួកគាត់មិនបានជឿលើខ្ញុំទេបងប្អូនបងម្នាក់នោះនៅស្រុកខ្ញុំនឹងចឹង ខ្ញុំថាកុំទៅបងកុំទៅទេអញចង់ដឹងអូន
anh tàu mơ on cả hồi anh bảo dồn ho vinh anh của bà đang tham bọn anh thật tàu nhóm mình tình yêu thế đặng thế rồi dần tấu rồi ngày khỏi lá su tàu cốn cốn cạn nơi ruột pi nè bay nè thà dần quạt mình chưa phụ ấy mà chẳng bà bốc hiểm pa hiểm sao chẳng nắng à chẳng nắng. Donc vous avez été membre du bataillon 180 dans la division 1. Vous avez intégré l'armée en 71. Par ailleurs, vous aviez au moins un frère qui était dans l'armée de Lonnol. Est-ce qu'il y avait d'autres membres de votre famille qui travaillaient comme fonctionnaires ou soldats pour la République Khmer, autrement dit le régime de Lonnol? But miền bang bằng cả pi nẹt tiệt nấu nong đầm bàn xa thề rồi nãy rót lên nồi lắm bang bằng cả bay chẳng ót cứ bay cứ xa để nấu nong mà đập bọp xa thề rồi nãy rót lên nồi lắm Avez-vous caché le fait que vous aviez des frères qui travaillaient pour le régime de Lonnol comme militaire ou fonctionnaire? Est-ce que vous avez dû cacher cela aux forces révolutionnaires? Nhâm lẽ băng ở phía bờ qua từ đâu rồi bỏ ông ca rư mùi cỏ dạng mấy mà entre 71 et jusqu'à 79, est-ce que vous avez dû cacher d'abord aux révolutionnaires et ensuite ceux qu'on a appelés les Khmer Rouges que vous aviez des membres de votre famille qui travaillaient comme militaires de Lonnol? Et si oui, pourquoi avez-vous pensé qu'il fallait cacher ces informations? Khi nhóm dùng chuẩn việc thả nợ bê lúc nợ bê là khi nhóm thua chìa con trọp ông ca bạc đề vọt nếu khi nhóm miền ca mần miền đặng chứ mục u đào đặng chứ mục ôm xươn hỡi có mần miền đặng nào phung cầm nó được bỏ luôn đây rùa thả bê lúc khi nhóm đăng thả còn tại khi ông châu tấu kê bằng riêng ôi thưa bạn được hoạt ông ca kê bằng riêng ta mà được dạ mê bị chia ca ấy hào và chuông chua riêng sốt thờ riêng nó cứ riêng dây bị hướng cô mình đấy kê thờ to su thưa bạn được hoạt là bay về chạm cặp pot American làm cái bò được qua với ôi phải ra chạy thờ với thằng oh sợ cả đại phu người tuân và tệ kệ gia ấy nó cái bằng riêng bài chạy còn nặng thiệp rằng là ấy cái nhóm rồi báo cái nhóm rồi thưa bộ hoạt từ lúc lẽ chia bàn tàu cho ông phúc của mình đã đặt chung mục cho ông phúc cả đây là hồn mà hay bòn ôn nó có cái nhóm ắt miền dây thà miền bong ôn và mà nè cái giờ miền thà thà bong ôn bậc cao nó miền thà pi nè và năng mà. Tout à l'heure, vous avez dit que il y avait des instructions qui avaient été
transmise par radio que ce soldat de l'honneur devait être exécuté. Est-ce que Tamok lui-même a dit quelque chose à propos du sort de ces soldats qui avaient été envoyés à l'extérieur dans les camions GMC? Tamok a dit quelque chose à propos de ces soldats qui avaient été envoyés. Từ cần lấy cho cái miền thảo công cái bà ơi chun tàu lấy cái miền ông về đấy chun tàu tạm phải chuyện buôn tàu phụ tàu lấy đâu cho cái ông lên đâm hai cần làm đầm tàu khơi cho cái bị chun tàu từ cần lấy chấm luôn bảy buôn cương rất giỏi mình rồi. Je voudrais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition E319-23.42 afin de vous rafraîchir la mémoire. Voilà ce que vous avez dit à question-réponse 34 et suivante. Je vais citer en anglais, il n'y a pas de version française. So I quote question 34. Did you hear from the soldiers who transported those people about what happened to those people? Answer 34. Tamok himself said that those people were taken to be smashed. Question, when did Tamok say that? Answer 35. Tamok said that after those London soldiers were trucked away. Question, were their commanders from other divisions present with Tamok? Your answer 36, Sumit and Mismut were with Tamok. Question, how many people were trucked away? Answer, around 30 or 40 people per truck. Each truck was packed full. Monsieur la partie civile, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire? Vous avez déclaré devant les enquêteurs de juge d'instruction que Tamok lui-même avait dit que ces personnes avaient été emmenées pour être écrasées. J'en viens à la réunion à Phnom Penh. Monsieur la partie civile, je n'ai pas entendu de réponse. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse? À quel moment, quelle année, quelle saison êtes-vous arrivé à Phnom Penh?
Được cho mình chạy chân ta màu con đồng đầu đầu em chân nằm nằm không ai mà đòi bởi đây cây lá nó phải chia con đồng chiên bẹ cần đá bà bẹ cần đá khai phần mùi khai phần bẩn con đồng khai phần bẩn khai phần bay nó mà đòi bởi cái là est-ce que vous vous souvenez de l'année? Est-ce que c'était la dernière année du régime ou l'avant-dernière année du régime? Chnam chong krai ni robob nung ru ko sal pi chnam Khiêm ớt bà chăm xin mùa lột thế mà mình bà sẽ đọc ớt bà để. Oui, je voulais savoir si vous parliez de juin, juillet, août 77 ou 78, c'est-à-dire plus d'un an avant la fin du régime ou bien quelques mois avant la fin du régime vietnamien. Chiêng bẹ cả đá chân năm mùi quan bầm bùa rồi chết ra bầm bẩn là cây bình chun khi ông tàu bởi ra cây la lắm mà D'accord. Alors avant d'arriver à Barakela, lorsque vous êtes parti du Kopong en bateau, tam kapal. Est-ce qu'on vous avait dit où vous alliez et pourquoi? Et notamment, est-ce qu'on vous avait dit que vous alliez rejoindre le front de l'Est? Est-ce qu'on vous avait dit que vous alliez rejoindre le front de l'Est? Est-ce qu'on vous avait dit que vous alliez rejoindre le front de l'Est? Est-ce qu'on vous avait dit que vous alliez rejoindre le front de l'Est? Cả lực tất chất rồi bỏ mê đập nòm cầm bị chia thức bà tay hắn khi bà ấy chạy tàu tại bà đón và tỏ đòi và xa ra cả lại kẹo xì nà thì ca đại miền tập pin nó bà chạm tì nút được dùm lực lớn thật đòi phê mòn và hơi chia bà nâu xùm ra nó mới giúp mòn bà buồn sự là bảo tí xì vinh dần xên. Je vais vous arrêter là, parce que c'est un autre sujet. Je vais vous arrêter là sur cette question, parce que c'est un autre sujet sur lequel je vais revenir. Là, je me suis toujours à Kokong, parce que vous avez reçu ou pas l'information concernant ce que vous deviez faire plus tard, vous avez dit non. Au moment où vous embarquez dans le bateau et dans le train, avec de nombreuses autres personnes. Juste avant, vous aviez été arrêté, vous aviez été mis au travail. Est-ce que vous aviez peur lorsqu'on vous a convoqué et qu'on vous a emmené loin de Kokong? Rui barom lại, rui barom tháp ở chỉ cái do khi nhầm tàu đặt cục cái này thâm mây cục là thâm mây lâu phần bình đi, chứ còn lâu cái này này, và té đòi pe một đòi là viên và từ khi nhầm đang thả chỉ cái mình do tàu đặt cục tế lại đằng thà bị chun tàu nà đấy còn đằng thà khơi nhờ mệt dương mà mệt dương vô từ mệt dương chết ra nè là ruột lương lắm bạn khi nhầm bay đôi chia mình miền ca đuôi bà đòn đấy về luôn bạn.
Parlons de ce train. Est-ce que tous les gens qui ont embarqué dans ce train ont été amis à Borei Kela? Est-ce que vous savez ça? Nom tàu bờ đây cái lại trong ở đặc kia tàu nạ kia nè kia cái nhóm nâu kia bay tròn bay tròn nhóm nâu lợn tàu kia phục kia chỉ bay Et une fois à Borei Kela, les gens qui vous entouraient étaient tous d'anciens militaires ou y avait-il également des civils parmi eux? Nè đàn ông chung binh luôn nó sát tai chi vô thi rồi có chi chun chi vơi đi. Và tham khi nhóm mới khi ta du xa tới ta nấu con na con đấy, miền nè khá cứ khi thơ con trở lại. Est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes gens parmi ce groupe? Cụm ma rồi còn khmer nhé, nơi con ông chấm nào mẹ thằng ông đại rồi tí. Mình chỉ miền tây trần tại mình nuôi đã bảy bảy phần tái tàu đo là vợt ra nước bạn cái mày trần Vous avez dit tout à l'heure quand vous avez fait regarder un film sur la guerre entre la Chine et le Japon. Est-ce que vous savez dans quel but on vous a fait regarder ce film? ແລະເພິຍົນເອກະສານຂອງຈັນນັ້ນກິດຈັງໃຫ້ເມືອໂຮດດອຈອບຈະປົນຈະບັງຈະຫມួយຈັນນັ້ນໃຫ້ຂ້ອຍກໍເມືອເຄີຍຖ້າຍົມກິດຖ້າຮູບຂ້ອຍນັ້ນມັນເຈິງຕ້ອງອັນນັ້ນວ່າຈະເກີບັນຈູນឲ្យໂຕຈະບັງຈະຫມួយປະເທດນາຫມួយຄັນນີ້ຂ້ອຍຄິດຖ້າຈັ່ງໃຫ້ Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez connu déjà Nunchia en 1973 Là, vous aviez mentionné également ce symbole, puisque vous l'aviez en 1973, ou est-ce que c'est une erreur dans ce formulaire? Donc
Donc quand vous dites que vous avez écouté son discours, est-ce que vous avez entendu son discours à la radio? Ou bien à quelle occasion c'était et à quel moment? Vous souvenez-vous du contenu de cette émission, des paroles de Sampan? Quel sujet il parlait à ce moment-là? Est-ce que vous avez écouté son discours lorsque vous étiez à Vous aviez accès à une radio, est-ce que Tout à l'heure, vous avez dit que dans son discours, vous avez qualifié Nunchia de responsable de l'armée. Comment avez-vous appris cela? Et vous a dit le rôle que
ลูกเมียนุเจียนั้นก็ជាអនុលេខាបៈតាំងពីអើយមកមែនលេខាបៈអញ្ចឹងអនុលេខាបៈហ្នឹងគឺត្រូវតែមើលខុសត្រូវទៅលើផ្នែកយោធាច្រើនយ៉ាងណាហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអីចឹង Donc pouvez-vous nous dire comment vous avez appris cela? លោកអាចជម្រាបជូនតឡាការបានដែរទេថាអ្នកណាអ្នកប្រាប់លោកនួនជានឹងគាត់មានទូនាទីខាងយោធាហ្នឹងអ្នកណាប្រាប់លោកថាលោកបានព័ត៌មានហ្នឹងមកពីណាដែរមានកាលនោះគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងកាលខ្ញុំត្រូវរបួសហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរនាយរសាអ្នកសារបស់តាមុកដែលស្គាល់គ្នាមួយខ្ញុំហ្នឹង ខ្ញុំសួរទៅពួកគេគេឆ្លើយអញ្ចឹងគាត់គេថាបងធំទី2អនុលេខាបៈហើយជាអង្គការជាន់ខ្ពស់មួយរូបអង្គការជាន់ខ្ពស់មួយរូបអញ្ចឹងដោយខ្ញុំចំណាំគាត់ជារៀងរហូតមកហើយគាត់ជាអនុលេខាបៈ Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez en 73 Mr. President, maybe it would assist the prosecution that we have conceded on multiple occasions that Nguyen was the Deputy Secretary of the CPK, that he played a key role in formulating foreign policy and he spoke with I'm happy to refer the chamber to our appeal brief to our closing brief. Je remercie la défense. La question était dirigée concernant les responsabilités de M. Peut-être une dernière question avant la suspension de l'audience, et j'en aurai d'autres demain. Qui parmi Nunchia, Tamok et Son Sen a pris la parole en premier lors de ce rassemblement à Borekela? Tamok, Nunchia, Son Sen, et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ខ្ញុំសន្និដ្ឋានជាច្បាស់ថាពិតជាលោកមានួនជាគាត់បានលើកឡើងលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំបាទសកម្មការថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់ចម្រាក់ហើយអរគុណព្រះអាកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជំនេះសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែក
ហើយសុកទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងបន្តធ្វើសកម្មការស្ដាប់សកម្មភាពដើមរំលឹកនេះពី ហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការនរមរយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគុំភាសាស្អីនឹងអ្នកជំនាញជូនដើមរងរដ្ឋបពវេនីរូបនេះវិលទៅកាន់កន្លែងគាត់ណាស់នៅហើយជាគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកទៅទៀតប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំខាំងនាំខ្លួនជនចាប់ត្រូវពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំខាំងនៃអបតកវិញចុះនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុន